Anthony Joshua suýt đi đời trong trận đại chiến Andy Ruiz vì cú đấm kinh hoàng vào đầu. Huấn luyện viên Rob McClarkin thừa nhận, biết rằng Anthony Joshua bị chấn thương não trong trận thua Andy Ruiz hồi tháng 6 vừa rồi. Chấn thương này đã rất có thể dẫn đến cái chết của anh ngay trong trận đấu. Nhà cựu vô địch hạng nặng thế giới đã bị knock out ngay hiệp 7 của trận đấu tại New York vào tháng 6 vừa rồi và mất danh hiệu của mình cho võ sĩ người Mỹ gốc Mexico. Sau trận đấu đầu tiên, huấn luyện viên của anh cũng thừa nhận rằng anh ta biết cựu vô địch bị chấn thương não từ 4 hiệp trước khi trận đấu chính thức kết thúc. Giữa các hiệp đấu, tay đấm kỳ cựu này đã được đội ngũ huấn luyện viên nghe phát lên những câu nói vô thức như là đây là hiệp mấy rồi, tại sao tôi cảm thấy lạ thế? Vì vậy, tổ chức từ thiện chấn thương sọ não Headway đã chỉ trích nặng nề McCracken, người đã cho phép trận đấu được tiếp tục diễn ra. Huấn luyện viên phải có trách nhiệm chăm sóc cho các võ sĩ của họ, và rõ ràng ưu tiên duy nhất của huấn luyện viên Anthony Joshua là chiến thắng trong trận đấu đó. Ông đã không bảo vệ tay đấm của ông khỏi một chấn thương và rất có thể đã gây ra tử vong. Chúng ta đều biết rằng, một khi não đã bị chấn thương thì bất kỳ cú đánh nào sau đó cũng có thể làm trầm trọng thêm chấn thương và có thể dẫn đến nguy cơ bị chấn thương não đặc biệt nghiêm trọng hoặc có thể gây tử vong nếu não đã bị tổn thương và chấn thương này không được chữa trị kịp thời. Trong thời điểm đó, anh đặc biệt dễ bị chấn thương nghiêm trọng hơn. Chúng ta có nhiệm vụ phải tự hỏi rằng đã có bao nhiêu cái chết trong những năm qua xuất phát từ việc giành chiến thắng bằng mọi giá. Đáp lại những chỉ trích trên, Rob McClarkin nói với BBC, tôi biết anh ta rõ hơn tất cả những chuyên gia, người mà hầu như không hề quen biết anh ta hoặc chỉ mới gặp anh ta một hoặc hai lần. Tôi biết anh ấy bị chấn thương não và tôi đã cố gắng cho anh ấy chiến đấu chỉ thêm một vài hiệp nữa thôi. Sau mỗi hiệp đấu, tôi luôn kéo anh ấy lại xem chấn thương của anh ấy đang như thế nào. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng mắt anh ấy đã không còn được nhanh nhẹn nữa kể từ cú đấm ở đầu hiệp 3. Và anh ấy đã như vậy cho đến khi kết thúc trận đấu. Từ năm 1890 đến năm 2011, người ta ước tính có khoảng 1.604 võ sĩ chết do hậu quả của các chấn thương kéo dài trên võ đài, trung bình 13 cái chết mỗi năm. Theo một cuộc khảo sát mới được thực hiện bởi Manu Velasquez, và trong năm 2019 tính đến thời điểm này, đã có 4 cái chết do hậu quả của các trận đấu boxing. Ở trận tái đấu mới đây tại Ả Rập Xê Út, Anthony Joshua đã trải qua 12 hiệp đấu đầy kỷ luật. Joshua đã sử dụng những chuyến thật cơ bản và hợp lý trước Andy Ruiz để mang trở lại 4 chiếc đai vô địch WBA, IBF, WBO, IBO hạng nặng của boxing thế giới. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua ca ngợi Vladimir Klitschko là siêu võ sĩ có cú đấm mạnh nhất anh từng gặp. Anthony Joshua đã chia sẻ về võ sĩ có cú đấm mạnh nhất mà anh từng gặp trong sự nghiệp của mình. Anthony Joshua đã bị knockdown tới 4 lần vào đầu năm nay trước Andy Ruiz, nhưng anh cho rằng Andy Ruiz không phải là tay đấm nặng đô nhất mà anh từng đối đầu. Cựu vô địch cho rằng võ sĩ có cú đấm mạnh nhất mà anh từng chạm trán là Vladimir Klitschko. Ai là người đã đấm tôi mạnh nhất? Đó là Klitschko. Cựu vô địch nói, tôi đã định nói đó là Ruiz, nhưng khi anh ta đấm tôi, nó giống như là tôi bị chấn động não ở phía sau đầu. Khi tôi đấu với Klitschko, tôi chỉ biết rằng tôi chỉ có hai hướng đi. Tôi sẽ thắng hoặc tôi sẽ nằm xuống. Bạn có biết khi nào bạn được nằm trên cáng và khiêng ra ngoài? Anthony Joshua chia sẻ. Mặc dù Anthony Joshua đã vượt qua Vladimir Klitschko, nhưng anh vẫn dành cho cựu vô địch một sự tôn trọng nhất định. Anthony đã hạ được Klitschko ở hiệp đấu thứ 11 và giành được hai đai WBA và IBO. Sau khi vượt qua được huyền thoại Vladimir Klitschko, anh tiếp tục gia tăng chuỗi trận thắng của mình lên 22 trận liên tiếp trước khi bị dừng lại bởi Andy Ruiz. Anh ta là một con quái vật. Cựu vô địch cho rằng Vladimir vẫn là đối thủ đáng gờm. Cũng không quá ngạc nhiên khi anh ta vẫn dành ra một sự tôn trọng rất lớn cho Vladimir. Vladimir Klitschko đã có thành tích cực kỳ ấn tượng với 64 trận thắng, 53 trận thắng bằng knockout và chỉ thua 5 trận, trong đó có Tyson Fury và Anthony Joshua. Ông đã bảo vệ thành công danh hiệu của mình từ năm 2005 đến tận năm 2015 khi đối đầu với Tyson Fury. Hai năm sau đó, ông tiếp tục đối đầu với Anthony Joshua để tranh đai. Hiện tại, việc trở lại thi đấu vẫn là một dấu hỏi lớn cho Klitschko, khi huyền thoại hạng nặng cứ lấp lửng giữa giải nghệ và tái xuất.
Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Bí mật những cú đấm trời giáng trong boxing khiến võ sĩ mất trí nhớ tạm thời. Những chấn thương liên quan đến não bộ, đặc biệt là chấn động não, là một vấn đề nhức nhối nhưng lại ít được đề cập trong thể thao đối kháng. Thể thao đối kháng, đặc biệt là MMA và boxing, luôn đi kèm với những cú đấm, những cú knockout. Găng tay có thể bảo vệ các võ sĩ khỏi các vết bầm tím, nhưng không thể làm giảm chấn động não, bởi vậy những cú đấm vẫn sẽ gây ra hậu quả rất nặng nề. Ăn cú đấm từ một võ sĩ nặng hơn 90kg không hề dễ chịu chút nào. Võ sĩ boxing người Mỹ Nick Prapa kể lại trải nghiệm thượng đài của chính bản thân anh. Cảm giác như mọi thông tin trong bộ não đã loạn cào cào, không thể nhớ ra mình đang ở đâu, đang làm gì, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên trắng lóa. Kể cả khi tầm nhìn có thể khôi phục lại sau vài giây, cảm giác bồn chồn mất phương hướng vẫn còn. Tinh thần của một võ sĩ muốn bạn tiếp tục đứng lên và chiến đấu, nhưng đôi chân thì đã nhũn như bún và không thể kiểm soát nổi. Găng tay có thể bảo vệ các võ sĩ khỏi các vết bầm tím, nhưng không làm giảm chấn động não. Bởi vậy, những cú đấm sẽ vẫn gây ra hậu quả rất nặng nề. Vậy những cú đấm sẽ gây tổn thương đến não bộ như thế nào? Bộ não về cơ bản rất dễ tổn thương, bởi nó chỉ là một tập hợp mô mềm và mạch máu bên trong hộp sọ. Khi trúng một cú đấm từ đối thủ, não sẽ bị xô khỏi vị trí của nó và chạm vào mặt của hộp sọ. Bị va đập, các neuron sẽ bị kéo căng dẫn đến tổn thương và đứt gãy. Không chỉ bản thân não bộ màng não, mà sẽ chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng từ những va đập như vậy. Quá trình này sẽ gây ra hậu quả từ ù tai, nói lắp, mất thăng bằng, cho đến bất tỉnh và thậm chí tử vong. Kể cả trong những chấn động không quá nghiêm trọng, người võ sĩ cũng sẽ cần một thời gian dài đến hàng tuần để các neuron hồi phục, nếu không muốn nhận hậu quả lâu dài về sau. Cùng về những cú đấm, phần nhiều khán giả vẫn nghĩ một cú đấm đánh gục đối thủ ngay từ hiệp 1 nhìn có vẻ đáng sợ. Nhưng trên góc nhìn y khoa, những cú đấm knockout ngay từ những hiệp đấu sớm của trận đấu lại ít nguy hiểm hơn những loạt combo ở cuối trận. Điều này có thể được lý giải bởi việc toàn bộ quá trình bị knockout của một võ sĩ là do chính não bộ chủ động tắt điện để tự động bảo vệ bản thân. Giải thích cho cú đấm knockout, tiến sĩ Anthony Alessi, một trong những bác sĩ đầu ngành về thể thao đối kháng đã chia sẻ. Thông thường thì các ion kali nằm bên ngoài tế bào thần kinh neuron, natri và canxi nằm ở màng bao phía ngoài tế bào. Tiến sĩ Alessi giải thích, khi bạn nhận một cú đấm vào đầu, sẽ có một chấn động tác động vào màng tế bào thần kinh, khiến các ion canxi bị tràn vào bên trong neuron. Chúng ta gọi trạng thái đó là khi neuron bị úng canxi. Những ion này sẽ gây tổn thương lên toàn bộ tế bào, và nếu để lâu một chút, thì toàn bộ tế bào sẽ tử vong. Để tự cứu vãn và đưa các ion trở lại trạng thái cân bằng, các tế bào thần kinh có những hệ thống bơm tinh vi cấp tốc rút hết các canxi ra ngoài thành tế bào. Việc này tiêu hao khá năng lượng. Do vậy, não sẽ chủ động cúp máy, và đó là lý do tại sao chúng ta bị knockout. Khác với trường hợp bị knockout sớm, một võ sĩ đã thi đấu đến 8 đến 12 hiệp boxing thường đã phải chịu rất nhiều cú đấm trong suốt trận đấu, nhất là nếu cuộc chơi thiên về hướng đôi công. Cứ với những cú đấm trúng đầu, kèm thêm việc võ sĩ bị mất nước, hụt điện giải trong quá trình thi đấu căng thẳng, thì nguy cơ não bộ, nhất là màng não bị dập, bị tổn thương bởi những cú đấm lại càng tăng. Trong trường hợp tệ nhất, những cú đấm đó sẽ không chỉ gây ra chấn động não, mà còn gây ra xuất huyết não và dẫn đến tử vong như trường hợp đau lòng của võ sĩ người Nga Maxim Dasrev mới đây. Bởi vậy, kỹ năng hiểu biết và kinh nghiệm của trọng tài và bác sĩ sàn đấu, những người quyết định cho dừng hay tiếp tục trận đấu, là những nhân tố đầu tiên phải xét đến khi tìm cách ngăn ngừa những tai nạn về não cho võ sĩ. Theo sau là sự tinh ý đến từ huấn luyện viên và đồng đội. Những người có thể nhận ra tình trạng khác thường của võ sĩ có đến mức nguy hiểm hay không. Dẫu sao đó vẫn chỉ là những nhân tố rất chủ quan. Trong năm 2017 đã có đề xuất về việc gắn cảm biến sensor vào găng để đo sức công phá của những cú đấm, giúp tính toán một phần mức độ nguy hiểm để cảnh báo với võ sĩ đã nhận đòn quá nhiều. Tuy nhiên do giá thành quá đắt đỏ và những khó khăn trong việc xác định các công thức tính toán, thì là một đề án vẫn cần nghiên cứu trước khi triển khai. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.